Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn chia sẻ một loại thuốc trị bệnh cho cây trồng cực kỳ hiệu quả. Đó là Nevobarbamec. Các bác có biết không, Nevobarbamec là vũ khí bí mật giúp cây trồng khỏe mạnh, không lo thối thân, vàng lá hay khô héo. Nhờ công thức đặc biệt, Nevobarbamec sẽ bảo vệ vườn cây của các bác khỏi những căn bệnh nguy hiểm này. Chỉ sau vài ngày sử dụng Nevobarbamec, các bác sẽ thấy cây trồng có sự thay đổi rõ rệt. Thuốc này không chỉ ngăn bệnh phát triển mà còn giúp cây phục hồi nhanh chóng, xanh tươi trở lại. Hơn nữa, Nevobarbamec rất dễ sử dụng và an toàn cho môi trường. Các bác nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe nhé. Cách dùng Nevobarbamec cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha thuốc với nước theo hướng dẫn, rồi phun đều lên cây bị bệnh. Nhớ phun thuốc kỹ càng, nhất là những chỗ bệnh nặng. Với Nevobarbamec, các bác không cần lo lắng về bệnh tật nữa. Cây trồng sẽ luôn khỏe mạnh, cho năng suất cao. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, các bác hãy truy cập trang web nongnghiep.com nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu với Nevobarbamec. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng mình để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về nông nghiệp. Hẹn gặp lại các bác trong video sau.